Phượng Dâu chi hàng tỷ đồng cho cơ quan chức năng. Kiểm tra nơi rao giảng Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Nghệ An. Một hầm chui tại Đà Nẵng thành sông sau cơn mưa rạng sáng. Dùng dao khống chế cướp xe của thiếu nữ, một đối tượng bị bắt. Cứu 15 con tê tê quý hiếm từ tay nhóm buôn động vật. Câu chuyện độc đáo hôm nay là câu chuyện về bộ sưu tập đồ cổ của chàng trai Đồng Tháp và cái duyên của người sưu tầm. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2018. Thưa quý vị, cũng đúng vào ngày này 43 năm trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai miền Nam Bắc của đất nước ta đã liền một dải. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời chúc đến quý vị một ngày nghỉ lễ thật đầm ấm bên gia đình quý vị nhé. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cập nhật nhanh đến quý vị những thông tin nóng nhất vừa xảy ra, và tôi là Kim Quý của bản tin 18 giờ. Trước tiên sẽ là những thông tin mà đội ngũ phóng viên của chúng tôi vừa chuyển về. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, hãng hàng không quốc tế Đà Nẵng đóng một đường băng để sửa chữa khiến nhiều chuyến bay bị trễ. Chỉ tính riêng trong buổi sáng đã có 10 chuyến bay bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Việc trễ chuyến bay đầu giờ đã ảnh hưởng ít nhiều đến tỷ lệ khai thác của các hãng. Đặc biệt do tại Đà Nẵng đang rơi vào dịp lễ hội pháo hoa quốc tế nên du khách rất đông, nhiều người phản ứng vì trễ giờ. Đại diện sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết việc triển khai sửa chữa đường băng do có mảng bê tông bị nứt, do vậy buộc phải chuyển đổi hoạt động của các chuyến bay từ đường băng hỏng sang đường băng khác để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Theo các hãng hàng không, lẽ ra sân bay phải chủ động hơn trong việc thông báo cho các hãng hàng không để kịp thời thông báo với khách, tránh phàn nàn. Có lẽ họ chưa có may mắn được gặp bé ba đó. Đã trở thành thông lệ, vào những dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, người dân vùng cao xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi lại được thưởng thức xem phim lưu động. Trong cái xe lạnh trên đỉnh Bùi Huy, người dân vẫn nô nức đốt lửa quay quần xem những thước phim tài liệu, phim truyện nhựa có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Người đem chăn, người đem củi đốt và mọi cặp mắt chăm chú hướng về màn ảnh rộng xem phim bộ đội ta đánh giặc giải phóng miền Nam. Xem tivi lâu nay, giờ xem phim màn ảnh rộng bà con đều thích. Lâu lắm rồi bà con chúng tôi mới được xem phim màn ảnh rộng như thế này. Mặc dù nhiều nhà dân ở đây có tivi, có nhiều loại phim, nhưng chúng tôi vẫn thích xem phim màn ảnh rộng này, phim về bộ đội đánh giặc. Việc duy trì chiếu phim lưu động, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, còn là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu trên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Liên quan đến đường dây lâm tặc do Phan Hữu Phượng, tức là Phượng Râu, cầm đầu, nguồn tin của chúng tôi cho biết, qua quá trình điều tra khám xét, công an đã thu được nhiều tài liệu có nội dung ghi chép chi tiết về việc đường dây này chung chi cho cơ quan chức năng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Điều này có thể lý giải một phần cho câu hỏi tại sao đường dây này có thể hoành hành suốt một thời gian dài mà không hề bị phát hiện xử lý. Cũng theo nguồn tin, Phượng Râu là ông trùm tại địa bàn và có mối quan hệ tốt với những người làm ăn tại khu vực biên giới. Dưới trướng Phượng Râu có rất nhiều đàn em làm công ăn lương, phục vụ việc vận chuyển khai thác gỗ. Đặc biệt trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã phát hiện hàng ngàn khối gỗ quý hiếm được cất giấu trong 3 nhà kho của Phượng Râu. Một cán bộ điều tra cho biết sẽ phải mất hơn 10 ngày mới có thể kiểm đếm xong lượng gỗ này. Qua kiểm tra một căn hộ chung cư tại thành phố Vinh, Nghệ An, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 người đang có hoạt động liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đây là hội gây nhiều thông tin không tích cực trong thời gian gần đây. Trước đó, công an xã Nghi Phú nhận được tin báo của bà con về một căn hộ chung cư Golden City 3 ở xã Nghi Phú có một nhóm người có biểu hiện nghi vấn về sinh hoạt trái phép Hội Thánh Đức Chúa Trời. Theo lời khai ban đầu của ông Hoàng Xuân Quỳnh, chủ căn hộ chung cư, chiều ngày 29 tháng 4, có một số bạn bè quê Quảng Bình, Nghệ An vào phòng để chơi và nghiên cứu kinh thánh thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Theo một lãnh đạo công an thành phố Vinh, việc truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời tại căn hộ chung cư này là hoạt động trái với quy định của pháp luật. Liên quan đến hội này, trường Đại học Vinh cũng phát đi văn bản thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức và học sinh sinh viên nhà trường đề cao cảnh giác, tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay rơi đúng vào sau cuối tuần, do đó người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Trong những ngày nghỉ lễ này, các vùng biển luôn là lựa chọn hàng đầu. Chính vì vậy mà từ Nam ra Bắc, dù mưa hay nắng thì lượng du khách đổ về các vùng biển cũng rất đông. Tại Vũng Tàu, theo ghi nhận tại các bãi tắm ở khu vực bãi sau, du khách kèn kín khắp nơi.
Trên những con đường hướng về Vũng Tàu, lưu lượng phương tiện giao thông càng về cuối ngày càng đông. Theo ước tính, trong ngày 29 tháng 4 đã có khoảng 80.000 đến 90.000 lượt du khách đến Vũng Tàu. Để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh cho bãi tắm sạch sẽ, thành phố Vũng Tàu đã huy động khoảng 200 cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ. Theo ghi nhận, các bãi tắm, điểm công cộng ở Vũng Tàu khá tươm tất. Trước và trong lễ, chính quyền Vũng Tàu luôn duy trì nhiều đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát kinh doanh của các cơ sở lưu trú, ăn uống nhằm đảm bảo không có tình trạng chặt chém hay các vấn đề phát sinh đối với du khách. Tại Nha Trang, ghi nhận tại bến tàu du lịch Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, chỉ mới 8 giờ sáng đã có hàng ngàn lượt khách đổ về. Theo quan sát, lượng khách Trung Quốc chiếm khá đông. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Ban Quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá cùng các lực lượng chức năng và các đơn vị lữ hành đã kiểm tra, huy động toàn bộ phương tiện ghe, tàu, cano phục vụ nhu cầu tham quan các đảo của du khách. Theo báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa, đến nay các khách sạn từ 3 đến 5 sao đã được các công ty lữ hành đặt kín phòng trong 4 ngày nghỉ lễ. Các tour du lịch đi biển, đảo như Phan Thiết, Phú Quốc và đặc biệt là Nha Trang đều đã được các công ty lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo khóa sổ không nhận tour từ giữa tháng 4. Tại Nghệ An, chiều 29 tháng 4, hàng vạn người dân và du khách đã đến bãi biển Cửa Lò tắm biển dù thời tiết có mưa. Ngoài du khách trong tỉnh, nhiều gia đình ở các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, v.v. cũng chọn Cửa Lò là điểm đến trong đợt nghỉ lễ này. Để đảm bảo an toàn, trên bờ biển, cứ khoảng 50 mét lại có một nhân viên cứu hộ, cứu nạn ứng trực để hỗ trợ du khách tắm biển an toàn. Các hoạt động dịch vụ ăn uống, thuê áo phao, đồ bơi cũng được đảm bảo chỉn chu. Năm nay, Cửa Lò phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017. Sau cơn mưa lúc 1 giờ sáng nay, hầm chui Nguyễn Tri Phương ở thành phố Đà Nẵng đã bị ngập nặng. Đây là lần thứ hai công trình giao thông trọng điểm này bị nước gây ngập sau gần 6 tháng đưa vào sử dụng. Ghi nhận vào lúc 4 giờ sáng, bên trong hầm nước xuất hiện lênh láng, thậm chí mực nước nhiều thời điểm cao hơn nửa mét, biến hai hầm lưu thông thành sông, xe cộ không thể lưu thông được. Tại cửa hầm hướng cầu vượt ngã ba Huế không đặt bảng cảnh báo nên một số người quyết định vượt liều khiến xe chết máy phải bỏ lại dưới hầm. Trước đó vào sáng 19 tháng 3, mặc dù trời không mưa nhưng trong hầm này cũng xuất hiện nước lênh láng. Công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 11 năm 2017 để chào mừng tuần lễ cấp cao APEC 2017. Công trình hoàn thành sau 10 tháng thi công với vốn đầu tư là 118,3 tỷ đồng từ dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Sau nhiều năm chờ đợi, đúng vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, 41 hộ dân tại Buôn E Boa, xã E Trang, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk đã có điện lưới quốc gia. Đã hơn 14 năm sinh sống tại Buôn trong cảnh thiếu thốn điện sinh hoạt, nên anh Kháng Xeo Xà không giấu được niềm vui khi điện lưới đã về đến tận nhà. Là trước đây thì cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy, mỗi khi làm về những vấn thể như là những ngày nắng nắng như thế này ấy, thì về nhà thì muốn sử dụng điện thì không có điện để sử dụng. Ví dụ như là muốn mua có tiền mua một cái quạt về quạt để mát mà cũng không có điện để dùng thì rất là khổ. Vì mùa nóng thế này thì nói chung con cháu với lại gia đình trong sinh hoạt lại thì rất là khổ. Nhưng mà rất là cảm ơn thì ngày nay thì nhà nước có quan tâm đến chúng tôi thì có kéo điện cho gia đình thì rất là vui, rất là mừng. 41 hộ đồng bào Mông ở Buôn E Boa cách trung tâm xã hơn 10 km. Đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Trước đây khi chưa có điện lưới, một số hộ dân phải dùng nguồn điện không đảm bảo. Giờ được đấu nối điện lưới quốc gia, nhiều hộ đã tranh thủ sắm TV và các thiết bị điện để phục vụ sinh hoạt. Ai ai cũng phấn khởi. Được biết Buôn E Boa là một trong số 31 thôn buôn nghèo đặc biệt khó khăn thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được đầu tư trong dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1. Vào khoảng 6 giờ ngày 29 tháng 4, tại khu vực phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, một thiếu nữ bất ngờ bị một thanh niên dùng dao khống chế cướp xe máy. Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày đã gây hoang mang cho người dân sống xung quanh khu vực này. Vào thời điểm trên, em Đỗ Thị Huyền Trang sinh năm 2001 điều khiển xe máy trên đường đi làm. Khi đến khu vực vắng thuộc tổ 24A, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thì bất ngờ có một thanh niên lao ra dùng dao khống chế cướp chiếc xe. Gặp một thanh niên ở trong bụi chuối đi ra, nó lấy dao nó kề cổ em, nó kêu em xuống xe,
mày không xuống xe tao giết mày. Dạ em phải sợ em bỏ chạy. Lại nhà của chú bảo vệ dân phố và la lên. Sau khi cướp được chiếc xe, đối tượng điều khiển ra quốc lộ 91 để tẩu thoát. Nhưng được hơn 1 km thì bị anh Thái Ngọc Thích thuộc lực lượng bảo vệ dân phố phường Bình Khánh phối hợp cùng với anh Thái Ngọc Hòa đuổi theo bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hồ Văn Hoàng, sinh năm 1993, trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang. Ban đầu, Hoàng khai nhận do nghiện game nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ. Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 15 cá thể TT Java quý hiếm từ biên phòng Quảng Trị và đang chăm sóc chờ thả về tự nhiên. Theo thông tin từ biên phòng Quảng Trị, 15 con TT được đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng Quảng Trị phát hiện khi đang tuần tra ở khu vực biên giới đoạn qua khu phố Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm 4 đối tượng đã bỏ chạy để lại số TT này. Theo hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa, TT Java là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 2B và cần được ưu tiên bảo vệ. Hiện tại số TT này đang được chăm sóc chu đáo, sau khi có quyết định của các cấp thẩm quyền, chúng sẽ được thả về tự nhiên. Thưa quý vị, với niềm đam mê sưu tầm các món đồ xưa, đồ cổ, từ nhiều năm nay, anh Võ Thành Tuấn, 36 tuổi, ở xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã đi khắp nơi để sưu tầm. Đến nay, trong bộ sưu tập của mình, anh Tuấn đã sở hữu trên 500 món đồ khác nhau. Tất cả đều được trưng bày sắp xếp ngăn nắp trong một không gian rộng khoảng 700m² để phục vụ du khách. Câu chuyện độc đáo ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi về Đồng Tháp để ghé thăm bộ sưu tập thú vị này. Từ những vật dụng sinh hoạt như đèn dầu, nón cối, máy cassette, đĩa nhạc, đồng hồ, cho đến những kỷ vật chiến tranh ở các thời kỳ, đều được anh Tuấn sắp xếp bày trí gọn gàng. Để có được một số lượng lớn những đồ vật ở nhiều thời kỳ khác nhau, từ xa xưa đến hiện đại, quả là một điều không dễ làm. Nhưng với anh Tuấn, tất cả đều nằm trong một chữ duyên. Ở bên cái giới của mình chơi cái này, mình gọi là nó có duyên. Tức là đồ xưa, đồ cũ thì trong giai đoạn này hiện nay nó ít rồi, bởi vì nó đồ nó ít rồi, những người sưu tầm người ta mua rồi thì người ta vào tay người ta rồi là nó không ra, thì mình gọi là nó có duyên, tức là nó có những cái món mà người khác người ta không mua được mà mình tới mình mua được. Nhiều khi ông chủ ông thích mình. Không chỉ sưu tầm tìm mua nhiều món đồ cổ, anh Tuấn còn tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa của từng món đồ để chia sẻ với những người ghé thăm. Vì theo anh, tất cả những món đồ anh đang lưu giữ đều thể hiện cái hồn của dân tộc và là những kỷ vật để nhắc nhớ nhiều người. Cái giới trẻ bây giờ nó không có nhìn về cái thời xưa, tức là nó chạy theo những cái mới cái hiện đại bây giờ, thì cái xưa cái cũ mình nó dần nó mất đi. Thì mình muốn là mình giữ lại nó ở đây, rồi những cái người giới trẻ hoặc là những cái người ta cỡ tuổi lớn hơn hoặc những người cỡ tuổi những người trước giai đoạn mình ta tới thì người ta nhìn những cái món vật này, người ta hình dung nó về một cái giai đoạn nào đó của đất nước mình. Bằng sự đam mê và sự nhiệt tình nên điểm trưng bày của anh ngày càng có nhiều người biết đến. Trong đó có những người còn tự nguyện mang vật dụng xưa cũ đến tặng anh để bổ sung vào bộ sưu tập. Một điểm đặc biệt là dù sở hữu khá nhiều đồ cổ có giá trị quý hiếm, nhưng anh Tuấn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bán đi một món đồ nào, bởi với anh, đó là đam mê. Và câu chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện, nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.